Giới chức Uganda cho biết, một xe bồn chở nhiên liệu mất lái đã bất ngờ phát nổ tại ngoại ô thủ đô Kampala, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ vị thành niên. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Đông Phi nghèo đói này thường xuyên chứng kiến những thảm kịch tương tự trong những năm gần đây khi người dân đổ xô đi thu gom nhiên liệu từ các xe bồn liên quan đến các vụ tai nạn giao thông. Vụ việc xảy ra lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương khi xe bồn bị lật, nhiên liệu tràn ra đường và bốc cháy tại thị trấn Kigoa, cách thủ đô Kampala khoảng 25 km về phía bắc. Theo cảnh sát Uganda, các nạn nhân bị cháy đến mức không thể nhận dạng được. 4 tòa nhà gồm 9 cửa hàng ở gần hiện trường cũng bị phá hủy trong vụ cháy. Ước tính thiệt hại tài sản lên tới hàng triệu shilling Uganda. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ ở miền bắc Nigeria, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Theo các chuyên gia, các sự cố bi thảm này là lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến tai nạn xe bồn chở nhiên liệu và tầm quan trọng của việc thận trọng khi xử lý các vật liệu nguy hiểm.